trong những ngày tháng 3, tháng của lịch sử đúng không ạ? Tháng của đoàn viên thanh niên để chào mừng sự kiện ngày 26 tháng 3. Và các bạn biết không rằng là tại học viên tại dạy nghề Thanh Xuân thì đại đa số các bạn đều là những bạn trẻ đoàn viên thanh niên. Chính vì vậy vì chào đón sự kiện ngày 26 tháng 3 này, cho ban lãnh đạo trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Thanh Xuân có một chương trình ưu đãi để hỗ trợ cho tất cả các bạn là đoàn viên thanh niên từ khắp mọi miền Tổ quốc có thêm cơ hội cũng như là rút ngắn khoảng cách về chi phí để có thể có cơ hội đến với dạy nghề Thanh Xuân để chúng ta học nghề, kiếm một công việc ổn định cho tương lai. Và trong tháng 3 dương lịch này thì nhà trường có chương trình ưu đãi hỗ trợ cho các bạn học viên trị giá 2 triệu đồng trên mỗi bạn học viên khi đăng ký học nghề trong tháng 3. Vì vậy nếu như chúng ta đang quan tâm cũng như là có người thân, bạn bè đang quan tâm đến học nghề thì các bạn có thể đăng ký và đến tại dạy nghề Thanh Xuân để có thể đăng ký nhập học trong tháng 3 để hưởng ưu đãi giảm 2 triệu học phí trên các ngành nghề các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì Duyên sẽ dành chút ít thời gian của mình để có thể tư vấn hơn cho các bạn, hiểu rõ hơn về các ngành nghề mà nhà trường đã, đang và sẽ đào tạo để các bạn có thể hiểu rõ hơn về các ngành nghề mà mình sẽ quan tâm và đăng ký học các bạn nhé. Đầu tiên thì Duyên xin được giới thiệu qua về dạy nghề Thanh Xuân, giúp các bạn nhận biết được đâu là dạy nghề Thanh Xuân chính hiệu đã thành lập từ hơn 20 năm nay rồi, để tránh trường hợp các bạn nhập học nhầm địa chỉ, không đúng địa chỉ, để tránh trường hợp tiền mất tật mang mà chúng ta không thu lại được kết quả tốt các bạn nhé. Tên đầy đủ của bên mình có tên là Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề Thanh Xuân, có địa chỉ duy nhất đóng tại số 83 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Các bạn lưu ý nhé, địa chỉ duy nhất ạ, tuyển sinh và đào tạo tại đây luôn, địa chỉ tại số 83 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, và có logo hình con hạc màu vàng phía đằng sau của mình đây ạ. Vâng ạ, có logo nhận diện hình con hạc màu vàng các bạn nhé. Nếu như mà các bạn tìm hiểu các thông tin qua các trang web, fanpage trên mạng, trên internet thì các bạn có thể là nhận biết qua logo này để có thể hiểu được rằng đâu là dạy nghề Thanh Xuân chính hiệu. Tại vì hiện nay ở Hà Nội có một số trung tâm mới mở ra, không phải là trung tâm chính hiệu của bên mình đâu. Vì vậy các bạn sẽ bị thông tin trên mạng sẽ làm xáo trộn cũng như là không phân biệt được rõ đâu là dạy nghề Thanh Xuân uy tín mà mình đang muốn tìm hiểu các bạn nhé. Các bạn thân mến, tại dạy nghề Thanh Xuân thì bên cơ sở của mình đang đào tạo rất là nhiều các ngành nghề như là sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy, sửa chữa điện tử, điện lạnh, điện nước, điện dân dụng, điện máy công trình, điện công nghiệp, sửa chữa và quảng cáo LED tổng hợp và sửa chữa vận hành máy công trình, và một số ngành nghề khác như là kỹ thuật hàn, chế biến món ăn và rất nhiều các ngành nghề khác nữa. Vì vậy nếu như các bạn đang quan tâm cũng như là có bạn, người thân, bạn bè đang quan tâm đến các ngành nghề của nhà trường thì có thể để lại câu hỏi hoặc số di động ở phía dưới phần bình luận, bộ phận tư vấn tuyển sinh của bên mình và trực tiếp là bản thân trên đây sẽ có thể là giải đáp luôn cho các bạn những câu hỏi thắc mắc mà các bạn đang băn khoăn nhé. Bạn thân mến thì địa chỉ của bên mình đóng tại số 83 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đây là một địa chỉ trung tâm của Hà Nội, trung tâm của quận Thanh Xuân, một địa chỉ rất là dễ để các bạn có thể là đi từ quê hoặc là đến từ nhà mình đến trường thì nó rất là dễ. Các bạn có thể đi bằng ô tô, xe máy hoặc là đi bằng xe buýt, nó cũng rất là tiện thôi ạ. Ngay từ trục đường Nguyễn Trãi đi vào trong trường nó chỉ cách có 200m thôi. Vì vậy nếu như bạn nào đi xe buýt có thể xuống ở ngay đầu đường phố Triều Khúc, đi bộ vào trong trường chỉ mất khoảng độ 5-10 phút thôi là các bạn có thể vào đến trường rồi. Và trường của mình thì cách trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải 100m. Vì vậy là các bạn có thể rất là dễ nhận biết cũng như là tìm đường đến trường thì rất là yên tâm. Các bạn thân mến rằng là ở tại dạy nghề Thanh Xuân thì đại đa số là các bạn trẻ đang có chưa đều các bạn trẻ ở các vùng miền quê xa đúng không ạ? Khi xuống dưới Hà Nội này thì chắc chắn rằng là rất ít các bạn đã có người thân hay là người quen để có chỗ ở. Vì vậy nhà trường đã có ký túc xá nội trú luôn tại trong trường, giúp các bạn có thể là yên tâm hơn về khâu ăn ở ngủ nghỉ để yên tâm cho việc học hành của mình ạ. Chi phí của ký túc xá của nhà trường đó là 650.000 đồng trên một tháng. Chi phí này đã bao gồm tiền điện, tiền nước, tiền wifi, điều hòa, nóng lạnh đầy đủ trong ngày rồi các bạn nhé. Còn ở ký túc xá thì chúng ta không được nấu cơm đâu ạ, tại vì phòng chống cháy nổ, vì vậy chúng ta không nấu cơm được đâu. Chúng ta có thể là lựa chọn cách là ăn uống ở căng tin của nhà trường hoặc là ăn ở các quán cơm. Ngay ở phố Triều Khúc đây thì rất là nhiều các quán cơm mở ra để nhằm mục đích phục vụ cho các bạn học viên của dạy nghề Thanh Xuân cũng như là học viên của các trường đại học lân cận. Giá cả rất là bình dân và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm các bạn nhé.
Còn sau đây thì mình sẽ giới thiệu qua về các ngành nghề mà nhà trường đang đào tạo để giúp các bạn có thể hiểu hơn nhé. Đầu tiên thì là nhà trường, một trong những ngành nghề truyền thống mà được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích, đó chính là nghề sửa chữa ô tô ạ. Vì chúng ta nói về ô tô thôi thì thấy cái ô tô nó cũng đã rất là phức tạp rồi. Vì vậy để chia ra các khóa học trong ngành sửa chữa ô tô giúp phù hợp với các học viên thì nhà trường cũng phân ra làm nhiều khóa khác nhau để giúp làm sao các bạn có thể lựa chọn được khóa học phù hợp với cả mục đích cũng như là điều kiện của gia đình nhà mình để giúp các bạn lựa chọn được khóa học nó phù hợp với bản thân nhé. Còn về ngành sửa chữa ô tô thì đầu tiên là một khóa tổng thể về nội dung ô tô. Khóa tổng thể này thì chúng ta sẽ học về các nội dung bao gồm điện, máy, gầm và điều hòa của ô tô. Khóa này sửa chữa trong học xong thời gian dao động từ 10 đến 12 tháng với mức chi phí của ngành là 21.650.000 đồng. Và như lúc đầu Duyên đã nói là trong tháng 3 này, nếu như các bạn đang quan tâm, có nhu cầu đang có thể đăng ký thu xếp nhập học trong tháng 3 thì chúng ta sẽ được hỗ trợ thêm 2 triệu tiền học phí. Vì vậy học phí của chúng ta chỉ còn lại là 19.650.000 đồng thôi. Và chúng ta đã học được các nội dung bao gồm điện, máy gầm và điều hòa của ô tô các bạn nhé. Khóa thứ hai là khóa điện và điều hòa. Điện và điều hòa ở đây thì chúng ta sẽ học về trong thời dao động trong thời gian từ 6 đến 8 tháng với mức chi phí của khóa điện và điều hòa là 18.650.000 đồng ạ. Nếu như chúng ta nhập trong tháng 3 thì sẽ được giảm 2 triệu còn 16.650.000 đồng thôi. Khóa thứ ba của ngành ô tô là khóa sửa chữa điện và máy gầm ô tô. Điện và máy gầm đây là một khóa được rất nhiều các bạn trẻ đăng ký nhập học tại Dạy Nghề Thanh Xuân. Khóa này thì có mức thời gian cũng dao động trong thời gian 6 đến 8 tháng thôi và mức chi phí của nó là 16.650.000 đồng ạ. Vâng ạ, nó rất là ưu đãi, nếu như chúng ta sẽ nhập trong tháng 3 thì được giảm thêm 2 triệu nữa và còn lại là 14.650.000 đồng thôi ạ. Còn nếu như với những bạn trẻ nào không bị giới hạn về thời gian và không bị giới hạn về mức chi phí, cũng như là nếu như mà thì chúng ta có thể chọn một trong ba khóa mà mình vừa nói ở trên. Còn nếu như chúng ta đã xác định về cái khóa học, ví dụ như là chúng ta học riêng biệt từng phần một như là chuyên điện ô tô, chuyên điều hòa hoặc là chuyên máy gầm ô tô thì nhà trường cũng có các khóa riêng lẻ đó để có thể là phù hợp với các bạn nhé. Và mỗi khóa riêng như là chuyên điện, chuyên điều hòa và chuyên máy gầm, nhà trường sẽ đào tạo trong thời gian dao động từ 4 đến 6 tháng với mức chi phí của mỗi khóa lẻ đó là 12.650.000 đồng. Nếu như nhập trong tháng 3 này thì các bạn sẽ được hỗ trợ thêm 2 triệu, như vậy là học phí còn lại rất là ưu đãi, chỉ là 10.650.000 đồng thôi các bạn nhé. Các bạn thân mến, tại làm sao trong mỗi khóa học Duyên lại đều nói là dao động trong thời gian 6 đến 8 tháng hay là 8 tháng đến 12 tháng? Bởi vì ở đây học nghề thì nó sẽ khác, nó có một cái đặc thù là khác với cả học văn hóa như là các trường chuyên nghiệp trung cấp hay là cao đẳng hay là đại học. Mà ở đây thì học nghề chúng ta cần quan trọng là cái tay nghề và hình thức đào tạo ở đây tay nghề của mỗi học viên là khác nhau. Vì vậy sẽ có những bạn tay nghề tốt tiếp thu nhanh và có những bạn tay nghề kém hơn, tiếp thu chậm hơn. Thì nếu như những bạn nào tiếp thu nhanh thì chúng ta học tầm 6 tháng, 7 tháng có thể ok ra trường. Với những bạn nào tay nghề chậm hơn thì chúng ta có thể học 8 tháng. Thậm chí hết 8 tháng chưa vững thì nhà trường vẫn bổ túc thêm cho các bạn mà không thu thêm học phí đâu ạ. Các bạn lưu ý giúp mình là mức học phí ở đây là nhà trường đã thu chọn gói theo nghề, theo khóa rồi. Và sau khi học xong thì các bạn sẽ được cam kết giới thiệu việc làm. Chính vì vậy nếu như mình học chậm hơn, ra trường chậm hơn thì nhà trường cũng không thu thêm học phí đâu các bạn nhé. Nên là mình hoàn toàn yên tâm khi đã đóng với học phí mà Duyên vừa nói trên ấy, thì chúng ta sẽ không phải đóng thêm bất cứ một khoản nào khác nữa đâu. Vì vậy là mình hoàn toàn yên tâm đến khi mà ra trường. Và khi sau khi đào tạo của nhà trường thì chắc chắn rằng là các bạn sẽ thành nghề, vững tay nghề rồi, nhà trường mới để các bạn ra trường để có thể đi làm. Các bạn thân mến, rằng là sau khi ra trường thì các bạn sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ạ. Chứng chỉ sơ cấp nghề và được tư vấn giới thiệu việc làm ngay tại Hà Nội và sẽ được cam kết 100% đầu ra cho các bạn, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm về việc học các bạn nhé. Chào bạn Phạm Cường nhé. Cường ơi, khóa sửa chữa ô tô thì mình cũng vừa nói ở trên đấy ạ. Chúng ta có thể lựa chọn một trong các khóa như là khóa tổng thể điện, máy gầm và điều hòa ô tô, hay khóa điện, máy gầm hoặc điện và điều hòa ô tô. Thì bạn có thể là Cường có thể để lại số di động ở phía dưới phần bình luận, bộ phận tư vấn tuyển sinh sẽ gọi điện và chi tiết hơn cho Cường nhé. Hoặc là nếu như mà mình ngại có thể là nghe máy thì có thể inbox cho nhà trường nhé. Thì sau livestream ngày hôm nay thì bộ phận tư vấn tuyển sinh của bên mình sẽ gọi điện và giải đáp nhắn tin những chi tiết hơn cho bạn. Còn tại nhà trường thì có ký túc xá luôn rồi ạ. Nếu như mà mình ở xa chưa có chỗ ở thì các bạn có thể là ngoài cái việc là lựa chọn ở phòng trọ thì chúng ta có thể là ở ký túc xá của nhà trường nhé. Ký túc xá của nhà trường thì sẽ với mức chi phí là
650.000 đồng trên một tháng ạ. Chi phí này đã bao gồm tiền điện, tiền nước, tiền wifi, điều hòa nóng lạnh đầy đủ trong đấy rồi. Ăn uống thì chúng ta sẽ tự túc thôi, ăn ở căng tin hoặc các quán cơm ở gần trường các bạn nhé. Ký túc xá thì có một chế độ như này ạ. Chúng ta không phải là đăng ký cả khóa hay như thế nào đâu, mà chúng ta nếu như có nhu cầu ở 1 tháng đăng ký 1 tháng, ở 2 tháng đăng ký 2 tháng, không ở nữa thì chúng ta có thể là ra ngoài ở trọ các bạn nhé, nên là hoàn toàn yên tâm. Còn về cái thủ tục nhập học của nhà trường thì với hình thức học nghề cầm tay chỉ việc cho các bạn chia tay nghề theo nhóm ra. Vì vậy nhà trường sẽ không phải, các bạn khi đăng ký nhập học sẽ không phải đợi lớp đâu ạ. Chúng ta có thể nhà trường tuyển sinh liên tục, thứ hai hàng tuần là có lớp mới rồi. Cường nhắc nên là nếu như mà mình quan tâm học nghề mà thu xếp được thời gian trong tháng 3 này thì trung tâm rất là hân hạnh mời Cường qua địa chỉ số 83 Triều Khúc có thể tham quan trường lớp, cơ sở vật chất để có thể là xem được người thật việc thật như thế nào, đúng không ạ, để mình yên tâm hơn. Còn về lịch khai giảng thì Cường có thể là đến trường tham quan và làm hồ sơ ngay tại trường luôn, mà không phải đợi lớp, đợi thời gian thêm ngày nào đâu Cường nhé. Còn về vâng ạ, các bạn thân mến, rằng là thủ tục nhập học ở nhà trường thì rất là đơn giản thôi ạ. Hồ sơ thì nhà trường các bạn sẽ được phát miễn phí khi đến trường. Hồ sơ của nhà trường thì trong đó đã có một đơn đăng ký học nghề, một bản cam kết hợp đồng đào tạo nghề trong đó rồi. Các bạn bổ sung giúp mình thêm một chứng minh thư photo kèm theo 6 chiếc ảnh 3x4 thôi. Chỉ cần một chứng minh thư photo kèm theo 6 chiếc ảnh 3x4 thôi các bạn nhé, là hoàn tất thủ tục rồi ạ. Chúng ta không phải mua hồ sơ ở bên ngoài đâu. Mình sẽ các bạn thấy rằng là nếu như các bạn đang quan tâm, có câu hỏi hoặc là mọi thắc mắc, các bạn có thể để lại câu hỏi phía dưới phần bình luận bộ phận tư vấn tuyển sinh của bên mình, hoặc là mình sẽ giới thiệu và cũng như là giải đáp trực tiếp luôn cho các bạn để các bạn có thể hiểu hơn về các ngành nghề mà nhà trường đang đào tạo nhé. Vâng ạ, song song với ngành ô tô là chính là ngành sửa chữa xe máy ạ. Xe máy ở đây chúng ta sẽ được học về cái gì ạ? Vâng ạ, chúng ta sẽ được học về xe số, xe ga, xe côn, xe phân khối lớn, đầy đủ các dòng xe, các hãng xe đang có mặt trên thị trường, từ các dòng xe số đến các dòng xe ga đời trung, đời thấp cũng như là đời cao cấp bây giờ thì nhà trường đều có cả. Và tất cả các loại dòng xe đó thì ngay tại lớp học đều có đầy đủ các bạn nhé. Các bạn sẽ học tại trường luôn, không phải đi đâu, không phải đến cơ sở hay là đi ra ngoài các cửa hàng để chúng ta thực hành hay gì đâu, mà chúng ta chỉ học tại Triều Khúc thôi. Vì vậy đây là một cái hình thức nhận dạng để cho các bạn yên tâm hơn khi đến trường nhập học, khác với một số cơ sở dạy nghề thanh xuân khác mà khi người ta tuyển sinh các bạn vào ở một địa chỉ nhưng lại chuyển các bạn đến một số cơ sở khác, khi đó thì sẽ làm cho các học viên rất là hoang mang, đúng không ạ? Vâng ạ, khóa sửa chữa xe máy của bên trường thì chúng ta sẽ học trong thời gian dao động từ 4 đến 6 tháng các bạn nhé. Từ 4 đến 6 tháng tức là tay nghề tốt, tiếp thu nhanh, 4 tháng ok có thể ra trường rồi. Bạn nào chậm hơn thì 5 tháng, 6 tháng. 6 tháng chưa vững thì nhà trường vẫn bổ túc thêm cho các bạn mà không thu thêm học phí đâu ạ. Cam kết sau khi đào tạo sau 6 tháng thì sẽ thành nghề cho các bạn và tư vấn giới thiệu việc làm cho các bạn nhé. Khóa sửa chữa xe máy của nhà trường thì hiện nay với mức chi phí là 12.650.000 đồng cho chọn khóa của xe máy, và trong tháng 3 này các bạn thu xếp nhập học trong tháng 3 thì mình sẽ được giảm 2 triệu, tức là được hỗ trợ thêm 2 triệu từ ban lãnh đạo nhà trường. Như vậy mức học phí của mình còn lại là 10.650.000 đồng thôi các bạn nhé. Vâng ạ, ngoài khóa xe máy tổng hợp học cả xe số, xe ga, xe côn ra thì nhà trường còn có khóa chuyên về xe ga. Khóa chuyên xe ga đó chính là khóa nâng cao. Khóa này dành cho các bạn học viên đã làm vững xe số rồi ạ. Các bạn lưu ý giúp mình ạ, khóa xe ga, chuyên xe ga sẽ dành cho các bạn học viên đã làm vững xe số rồi. Xe số làm ok rồi thì chúng ta mới có thể học chuyên xe ga và học nâng cao được các bạn nhé. Khóa chuyên xe ga thì chúng ta sẽ học trong thời gian dao động từ 3 tháng thôi ạ. 3 tháng thôi, 3 tháng là có thể ok thành nghề rồi. Và khóa chuyên xe ga này thì với mức chi phí là 10.650.000 đồng. Với những ai mà đã đang làm nghề làm thợ như là làm thợ một vài năm rồi, chúng ta làm vững xe số rồi, nhưng các dòng xe ga đời mới bây giờ mới ra mà chúng ta chưa vững được các công nghệ cũng như là kỹ thuật của nó thì chúng ta có thể đăng ký lựa chọn khóa chuyên xe ga thôi. Thì để thứ nhất là rút ngắn chi phí, dù ít dù nhiều thì chúng ta cũng giảm được chi phí ít nhiều, đúng không ạ? Và thời gian cũng được rút ngắn hơn. Vì vậy nếu như mà các bạn nào làm vững xe số ok rồi, chúng ta sẽ đăng ký cái khóa chuyên xe ga thôi, với mức 3 tháng học phí là 10.650.000 đồng. Và nhập trong tháng 3 này thì sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng và còn 8.650.000 đồng thôi các bạn nhé. Các bạn thân mến, ô tô, xe máy rồi ạ, còn một ngành nào nữa? Vâng ạ, chào bạn An ạ. An ơi, có không biết là bạn muốn học khóa nào buổi tối ạ? Buổi tối thì nhà trường có một số ngành nghề có khóa buổi tối thôi, chứ không phải tất cả các ngành nghề đều có buổi tối đâu. Thì không biết là An đang quan tâm muốn học khóa nào buổi tối ạ? Thì có thể để lại câu hỏi để mình có thể giải đáp thêm cho bạn nhé.
Các bạn thân mến, rằng là nhà, lịch học của nhà trường thì chúng ta sẽ học liên tục từ thứ hai đến thứ sáu ạ. Từ thứ hai đến thứ sáu, và lưu ý giúp mình là sẽ học cả ngày nhé. Sáng thì chúng ta sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ chiều, và học liên tục từ thứ hai đến thứ sáu. Cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì các bạn có thể nghỉ ạ. Thời gian nghỉ này thì các bạn có thể là về quê này, đi chơi, hoặc là có thể đi làm các công việc part time, làm thêm. Nhà trường sẽ giới thiệu việc làm thêm cho các bạn để có thể là thêm thu nhập, cũng như là thêm cái cơ hội để va chạm cuộc sống ở bên ngoài các bạn nhé. Các bạn thân mến, rằng là chương trình hình thức đào tạo của nhà trường chắc là một trong những cái mà thắc mắc của rất nhiều các bạn trẻ. Tại vì các bạn cũng đều hỏi rằng là: chị ơi, tại làm sao chúng ta học chỉ có 4 tháng, 6 tháng hay là 8 tháng mà có thể ra trường vững tay nghề rồi, như vậy liệu có quá là nhanh không? Và mình hôm nay thì khẳng định với các bạn rằng là thời gian đó hoàn toàn đảm bảo cho các bạn tay nghề khi các bạn ra trường đi làm nhé. Bởi vì tại sao ạ? Các bạn phân biệt giúp mình rằng là ở đây chúng ta học nghề sẽ ngắn hạn, ở đây là hệ sơ cấp các bạn nhé. Lưu ý giúp mình là học hệ sơ cấp. Sơ cấp ở đây là học dưới 1 năm ạ, dao động từ 3 tháng đến 12 tháng và nó tùy từng ngành. Và học ở đây thì bên hình thức đào tạo của nhà trường thì ở đây là đào tạo chủ yếu là thực hành ạ. Thực hành chiếm 70 đến 80%. Lý thuyết của chúng ta chỉ từ 20 đến 30% thôi. Lý thuyết ở đây sẽ học về cái gì ạ? Học về nguyên lý cấu tạo sơ đồ mạch điện, sau đó thì khoảng mọi thứ ok rồi thì đi sâu vào thực hành các bạn nhé. Thực hành chiếm 70 đến 80% và chúng ta sẽ học liên tục cả ngày ạ, cả sáng cả chiều. Vì vậy nếu như thời gian là 6 tháng hay 1 năm tính ra thì nó rất là nhiều thời gian đúng không ạ? So với học trung cấp hay cao đẳng nghề thì học 2 năm đến 3 năm, nhưng trong thời gian đó thì các bạn chỉ học có nửa ngày thôi ạ. Và ngoài cái chuyên ngành các bạn học ra thì chúng ta phải học rất là nhiều các môn phụ khác đúng không ạ? Như là toán cao cấp này, ngoại ngữ, đường lối chính trị, các môn không liên quan gì đến chuyên ngành của các bạn. Và một tuần chỉ học vài ba tiết chuyên ngành thôi. Nhưng học chuyên ngành ở đây sẽ đào tạo như thế nào? Chuyên ngành ở các trường đó thì chúng ta chỉ học lý thuyết thôi đúng không ạ? Thậm chí rất là ít thực hành. Vì vậy nên là tay nghề của các bạn dù học 2 năm hay 3 năm thì chắc chắn tay nghề không thể đảm bảo được so với học hệ sơ cấp của bên dạy nghề Thanh Xuân đâu ạ. Mình khẳng định một điều như vậy. Nên là các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Mọi thắc mắc của các bạn thì có thể là gọi điện cho hotline của mình qua số điện thoại 0243 994 3030 hoặc 0979 313 493 để được tư vấn giải đáp các bạn nhé. Và các bạn có thể qua trực tiếp địa chỉ số 83 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để các bạn có thể là tham quan cơ sở vật chất, người thật việc thật, thầy thật và trò thật, để chúng ta có thể là tìm hiểu được liệu đâu là dạy nghề Thanh Xuân và liệu chương trình đào tạo cũng như là chất lượng ở đây có đảm bảo cho các bạn không. Chào An nhá. An ơi, khóa xe ga buổi tối nhà trường có bạn ạ. Khóa xe ga ở đây mức học phí ban ngày là 10.650.000 đồng và học trong 3 tháng. Tuy nhiên nếu như các bạn học buổi tối thì mức chi phí của các khóa buổi tối sẽ tăng 2 triệu so với khóa ban ngày các bạn nhé. Như vậy là khóa xe ga buổi tối học phí của nó là 12.650.000 đồng. Và nếu như bạn nhập học trong tháng 3 này thì mình sẽ được giảm 2 triệu tiền học phí là còn 10.650.000 đồng thôi. Vì vậy nếu như An có thể là đang quan tâm muốn đi học, hoặc là có người thân bạn bè muốn đi học, có thể là để lại số di động ở phía dưới phần bình luận. Bộ phận tư vấn tuyển sinh của bên mình sẽ gọi điện ngay cho bạn tư vấn để cho các bạn được giải đáp giúp các thắc mắc giúp bạn nhé. Hoặc là bạn có thể qua trực tiếp trường tham quan trường lớp để có thể được yên tâm bạn ạ. Chị chào Việt nhé. Vâng ạ, các bạn thân mến, rằng là ngoài xe máy rồi đúng không ạ, ô tô rồi, thì còn một ngành nữa được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích cũng như là theo xu thế hiện nay của xã hội, đó chính là ngành sửa chữa điện lạnh. Các bạn có biết điện lạnh là nghề gì không ạ? Điện lạnh ở đây chúng ta sẽ học về các thiết bị như là điều hòa, tủ lạnh và máy giặt, tủ mát, tủ đông, tủ làm kem, tủ làm đá đấy ạ. Đây là những cái thiết bị đang rất cần thiết trong cuộc sống hiện nay của mỗi gia đình. Chắc chắn là mỗi gia đình không thể thiếu được một trong các thiết bị mà mình vừa nói trên. Sử dụng càng nhiều thì hỏng hóc càng nhiều đúng không ạ? Nhưng mà hỏng hóc này không phải ai cũng sửa chữa được đâu. Chính vì vậy nhu cầu của ngành điện lạnh là vô cùng lớn trong các mùa hè, mà không chỉ mùa hè, bây giờ dù là 4 mùa tại Hà Nội hay các tỉnh thành lân cận thì đều rất là cần các thợ sửa chữa điện lạnh. Và khóa điện lạnh của nhà trường đang học trong thời gian dao động từ 4 đến 6 tháng các bạn ạ. Với mức chi phí của ngành điện lạnh là 12 triệu 650 nghìn đồng. Và nhập trong tháng 3 này thì mình sẽ được giảm 2 triệu tiền học phí các bạn nhé. Được hỗ trợ thêm 2 triệu tiền học phí và mình học phí còn lại là 10 triệu 650 nghìn đồng thôi ạ. Chương trình học của ngành điện lạnh thì đầu tiên vào các bạn sẽ học về điện tử cơ bản. Điện tử cơ bản ở đây là gì ạ? Chúng ta sẽ học về các
nhận biết các linh kiện điện tử, sử dụng đồng hồ vận năng, đo nguồn, đo dòng các thông số kỹ thuật của nó. Tức là đây là những bước đầu cơ bản của ngành kỹ thuật. Sau khi ok rồi, khoảng độ 2 tuần thì chúng ta sẽ trở về chuyên ngành. Về chuyên ngành của nhà trường thì sẽ phân ra mỗi giáo viên sẽ đảm nhận một phần thiết bị riêng biệt và chúng ta sẽ học từng thiết bị một ạ. Lý thuyết sau đó về nguyên lý cấu tạo sơ đồ mạch điện. Ok rồi, chúng ta sẽ đi chuyên sâu vào thực hành các bạn nhé. Giáo viên cầm tay chỉ việc và chia tên nghề theo nhóm ra. Một nhóm có thể dao động từ 5 đến 7 bạn. Thầy giáo cầm tay chỉ việc cho các em. Sau khi học vững phần nào rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang nội dung khác để học. Và học hết phần thiết bị nào rồi thì chúng ta sẽ lần lượt chuyển sang từ tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, tủ mát, tủ đông đó. Kết thúc 6 tháng thì mọi tay nghề ok rồi, chúng ta có thể ra trường. Ra trường thì các em sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề để tư vấn và giới thiệu việc làm các bạn nhé. Mình xin nhắc lại một chút nữa về thủ tục nhập học của nhà trường thì rất là đơn giản thôi ạ. Hồ sơ các bạn không cần phải mua ngoài nữa đâu ạ. Nhà trường đã phát hồ sơ miễn phí cho các bạn ngay tại trung tâm dạy nghề Thanh Xuân rồi ạ. Hồ sơ của nhà trường thì có hình ảnh của thạc sĩ Hoàng Bá Quyền ạ. Vâng ạ, đây là thạc sĩ Hoàng Bá Quyền, là giám đốc trung tâm của bên mình và có logo nhận diện của dạy nghề Thanh Xuân hình con hạc màu vàng phía đây thì các bạn có thể là nhận diện rõ nhé. Nếu như các bạn đến bất cứ văn phòng tuyển sinh nào mà không có hồ sơ như này thì không phải là dạy nghề Thanh Xuân của bên mình đâu. Và vì vậy chúng ta nên tìm hiểu thật là kỹ trước khi đăng ký nhập học các bạn nhé, để tránh trường hợp tiền mất tật mang mà chúng ta không thu lại được kết quả gì đâu ạ. Các bạn thân mến, rằng là sau khi kết thúc khóa học thì chúng ta sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, được tư vấn và giới thiệu việc làm, cam kết đầu ra 100% cho các bạn nhé. Vâng ạ, ô tô, xe máy rồi, điện lạnh rồi ạ. Còn điện tử nữa, điện tử thì chúng ta sẽ học với các thiết bị nghe và nhìn. Nghe ở đây thì có đầu đài, âm ly, đi loa đúng không ạ? Nhìn ở đây thì có các loại TV. TV bây giờ thì đều là các TV thông minh, TV smart thôi. Đều là các dòng TV thông minh. Vì vậy là đây là những cái dòng thiết bị cực kỳ thông minh và việc sửa chữa của nó thì cực kỳ khó. Không phải ai cũng sửa chữa được đâu. Chính vì vậy nếu muốn thành nghề được thì chúng ta phải học. Học ở đây phải học có bài có bản đúng không ạ? Được đào tạo bài bản, có lý thuyết, có thực hành thì chúng ta mới có thể làm được và sửa được các thiết bị khó tính này. Vâng ạ, khóa điện tử của bên trường thì chúng ta cũng được học trong thời gian dao động từ 4 đến 6 tháng. Mức chi phí của khóa điện tử đang niêm giá niêm yết là 12.650.000 đồng. Nếu như các bạn thu xếp đăng ký nhập học được trong tháng 3 thì sẽ được hỗ trợ thêm 2 triệu. Như vậy mức học phí thì còn rất là ưu đãi, còn lại là 10.650.000 đồng thôi các bạn nhé. Vâng ạ, ngoài ngành điện tử ra thì một mảng khác của bên điện tử đó chính là sửa chữa và quảng cáo LED tổng hợp ạ. Quảng cáo LED tổng hợp, các biển quảng cáo như các bạn thấy ở bên ngoài thị trường ấy ạ, rất là cần thiết cho việc thương mại hiện nay đúng không ạ? Và khóa quảng cáo LED tổng hợp này thì chúng ta cũng học trong thời gian chỉ khoảng 3 tháng thôi ạ. 3 tháng và mức chi phí của nó là 12.650.000 đồng các bạn nhé. Vì vậy nếu như là mình đang quan tâm đến các ngành học của nhà trường thì các bạn có thể là để lại số di động hoặc câu hỏi hoặc trực tiếp đến địa chỉ 83 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để tham quan trường lớp, cơ sở vật chất tại nhà trường các bạn nhé. Các bạn thân mến, rằng là một trong những ngành nghề với chiếm ưu thế về chi phí ạ, vâng ạ, là riêng nói vui vậy thôi, chi phí cao nhất của nhà trường đó chính là khóa sửa chữa và vận hành máy công trình. Vâng ạ, cái gì cũng vậy, đi đôi với nó đúng không ạ? Tiền cao thì giá trị càng lớn đúng không? Khóa sửa chữa vận hành máy công trình của bên mình học trong thời gian từ 6 đến 8 tháng ạ. Mức chi phí của nó là 29.650.000 đồng các bạn nhé. Khóa sửa chữa vận hành máy công trình đây là một ngành cực kỳ khó ạ, rất là khó và hiện nay nhu cầu việc làm của nó rất là lớn trong xã hội này, nhưng không phải là ở cơ sở nào, trường nào cũng đào tạo được ngành này đâu. Vì vậy nếu như các bạn học viên đang quan tâm, tìm hiểu, muốn học về các ngành nghề như là sửa chữa vận hành máy công trình thì các bạn có thể là đăng ký nhập học của tại dạy nghề Thanh Xuân, là một cơ sở vô cùng uy tín để đào tạo ngành sửa chữa vận hành máy công trình các bạn nhé. Với mức chi phí là 29.650.000 đồng và các bạn sẽ được hỗ trợ 2 triệu trong tháng 3 này, còn lại là 27.650.000 đồng thôi ạ. Các bạn thân mến nhé. Đến rằng là tất cả các câu hỏi hoặc là các bạn đang băn khoăn thắc mắc câu hỏi về quan liên quan đến việc học nghề, các bạn có thể để lại số di động ở phía dưới phần bình luận. Bộ phận tư vấn tuyển sinh của bên mình sẽ tư vấn cho các bạn và gọi điện cho các bạn nhé. Các bạn thân mến, rằng là
một trong những ngành nghề mà nhà trường cũng đang đào tạo và được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích và rất là cần thiết trong xã hội hiện nay, đó chính là ngành sửa chữa điện dân dụng. Điện dân dụng ở đây thì chúng ta sẽ học về gì ạ? Điện dân dụng thì chúng ta sẽ học sửa chữa lắp đặt hệ thống điện trong gia đình nhà mình ạ, và sửa chữa các thiết bị điện dân dụng như là nồi cơm, quạt điện, cuốn motor, bếp từ, bếp điện, bình nóng lạnh. Đây là một trong những ngành nghề tưởng chừng là dễ nhưng không hề dễ chút nào đâu, và nó rất là thân cận trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy việc sửa chữa các thiết bị điện dân dụng là vô cùng cần thiết và đang được rất nhiều các bạn yêu thích và các bạn trẻ muốn học để có thể về mở cửa hàng sau này. Thì mức chi phí của ngành điện dân dụng của bên trường là 12.650.000 đồng, và chúng ta sẽ học trong thời gian dao động từ 4 đến 6 tháng các bạn nhé. 4 đến 6 tháng ạ, tay nghề tốt, tiếp thu nhanh, 4 tháng ok có thể ra trường rồi. Bạn nào chậm hơn thì 5 tháng hoặc 6 tháng, thì hết 6 tháng chưa vững thì nhà trường vẫn bổ túc thêm cho các bạn nhé. Các bạn thân mến, rằng là mọi thông tin thắc mắc và câu hỏi của các bạn có thể để lại phía dưới phần bình luận để bộ phận tư vấn tuyển sinh của bên mình tư vấn cho các bạn được chi tiết hơn các bạn nhé. Các bạn thân mến, rằng là điện dân dụng, điện nước, điện công nghiệp của nhà trường thì khóa điện nước của nhà trường thì chúng ta học trong thời gian dao động từ 3 tháng thôi ạ. 3 tháng khóa điện nước của nhà trường thì chúng ta sẽ học trong 3 tháng, mức chi phí của nó là 10.650.000 đồng, và mức chi phí này chưa bao giờ rẻ hơn, chưa bao giờ được ưu đãi hơn. Trong tháng 3 khi các bạn nhập học thì được hỗ trợ 2 triệu, chỉ còn lại là 8.650.000 đồng thôi ạ. Chỉ 8.650.000 đồng, sau 3 tháng các bạn thành nghề có thể đi làm và có một công việc ổn định rồi. Đây là một lựa chọn hoàn toàn là xứng đáng nếu như các bạn đang quan tâm và có yêu thích ngành sửa chữa điện nước các bạn nhé. Các bạn thân mến, ngoài ra nhà trường có các khóa học như là kỹ thuật hàn, kỹ thuật chế biến món ăn nữa. Vì vậy nếu như các bạn đang quan tâm và muốn học các ngành đó thì các bạn có thể để lại câu hỏi, số điện thoại phía dưới phần bình luận của phần tư vấn tuyển sinh của mình sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Còn mình xin được nhắc lại một lần nữa, địa chỉ của nhà trường có địa chỉ duy nhất tại số 83 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, và có logo hình con hạc màu vàng ạ. Đến với dạy nghề Thanh Xuân thì các bạn không cần phải mua hồ sơ ở phía bên ngoài đâu, bởi vì nhà trường đã phát miễn phí cho các bạn tại trường rồi. Và các bạn lưu ý giúp mình rằng là hồ sơ của nhà trường trên đó có in logo hình con hạc, logo nhận dạng của nhà dạy nghề Thanh Xuân ạ. Vâng ạ. Và có hình ảnh của thạc sĩ Hoàng Bá Quyền, giám đốc trung tâm, đã được in trên bìa của hồ sơ nhập học rồi. Vì vậy nếu như các bạn đến với trung tâm, văn phòng nào mà không có hồ sơ như vậy thì không phải là văn phòng chính thống của bên mình đâu các bạn nhé. Địa chỉ duy nhất của bên mình tuyển sinh và đào tạo tại số 83 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Và các bạn thân mến, rằng thủ tục nhập học vô cùng đơn giản, hồ sơ được phát miễn phí rồi, vì vậy chúng ta chỉ cần bổ sung thêm một chứng minh thư photo kèm theo 6 chiếc ảnh 3x4 thôi là các bạn đã có thể hoàn tất các thủ tục nhập học rồi. Và chúng ta không yêu cầu bằng cấp nhé. Các bạn lưu ý rằng là học nghề chúng ta chỉ cần là có đủ sức khỏe ạ, đủ 16 tuổi đổ lên là chúng ta có thể tham gia học nghề rồi, và không yêu cầu bằng cấp các bạn nhé. Nếu như chúng ta thuộc các chế độ chính sách như là bộ đội xuất ngũ thì hiện nay nhà trường đang có chương trình ưu đãi cho các bộ đội xuất ngũ sau khi hoàn thành các nghĩa vụ quân sự của nhà nước về, chúng ta có thẻ học nghề đấy ạ. Thì nếu như các bạn có đầy đủ thẻ học nghề, các giấy gia quân và có các bản chính bản gốc ạ, thì nhà trường sẽ hỗ trợ cho các bạn là 3.500.000 tiền học phí các bạn nhé. Vì vậy nếu như các bạn học viên nào là các bạn trẻ đang là bộ đội xuất ngũ mới ra quân trong hạn trong một năm, có đầy đủ giấy tờ như là các thẻ học nghề bản gốc ạ, giấy gia quân bản gốc, thì chúng ta có thể là đến nhập học tại dạy nghề Thanh Xuân, chúng ta sẽ được hỗ trợ 3.500.000 đồng ạ. 3.500.000 đồng các bạn nhé. Chị chào Quân nhá. Quân ơi, Quân đang quan tâm muốn học nghề gì nhỉ? Em có thể để lại cái thông tin nghề học của em để chị có thể là giải đáp thắc mắc đó luôn giúp em nhá. Quân chỉ cần để lại cái nghề học mà em đang quan tâm thôi, chị sẽ giải đáp thắc mắc qua cho em. Và phần inbox tin nhắn của em thì sẽ được bộ phận tư vấn tuyển sinh của bên trường sẽ tư vấn chi tiết hơn cho em trong tin nhắn em nhá. Các bạn thân mến, rằng là đến với dạy nghề Thanh Xuân thì chúng ta sẽ không phải đợi lớp đâu ạ. Thời gian nhập học nhà trường tuyển sinh liên tục từ thứ 2 đến thứ 6. Các bạn có thể đăng ký nhập học các ngày trong tuần bất cứ lúc nào ạ. Và thường thì các bạn học viên hay nhập học vào thứ 2 đầu tuần ạ. Thứ 2 thì lấy động lực cho nó suôn sẻ đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhập học vào thứ 2 đầu tuần để thêm hăng hái. Và chúng ta có thể đăng ký đến trường vào từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7, Chủ nhật, bộ phận tư vấn tuyển sinh văn phòng của nhà trường vẫn có người trực. Trực ở đây thì giúp các bạn có thể là đăng ký thủ tục nhập học, làm hồ sơ giúp các bạn. Tuy nhiên ngày hôm đó thì các học viên sẽ nghỉ. Vì vậy nếu như chúng ta muốn đến tham quan trường, lớp, cơ sở vật chất thì Duyên được khuyến cáo với các bạn là chúng ta có thể lựa chọn giờ hành chính đến từ thứ 2 đến thứ 6. Khi đó thì có các bạn học viên đang học trực tiếp trên lớp thì mình tham quan nó sẽ được làm khách quan hơn các bạn nhé. Và các bạn thân mến, rằng là
Đến với dạy nghề thanh xuân thì có một ưu đãi rất là mở cho các bạn, đó chính là chương trình học thử ạ. Nếu như các bạn còn băn khoăn thắc mắc đúng không ạ? Còn băn khoăn thắc mắc chưa an tâm để có thể đăng ký nhập học thì các bạn có thể là đến trường. Các bộ phận tư vấn tuyển sinh thì bên mình các bạn ấy sẽ làm thủ tục để giúp các bạn lên trên lớp. Chúng ta học thử 1-2 buổi đúng không ạ? Học thử ở đây mang tính chất là chúng ta có thể có cơ hội được quan sát và chứng kiến luôn là quan sát cái hình thức đào tạo về của giáo viên, cách truyền đạt của giáo viên đến với các học viên là một. Cái thứ hai là chúng ta có cơ hội để trao đổi với các bạn học viên đang học thực tế ở trên lớp, người thật việc thật đúng không ạ? Nếu như nhà trường đào tạo không có chất lượng, không hiệu quả thì chắc chắn là các bạn sẽ giành được những lời khuyên đến từ các bạn học viên cũ. Vì vậy đây là một cái cơ hội rất là khách quan và rất là đáng để cho các bạn thử đúng không ạ? Không mất gì cả, chúng ta đến có thể học thử 1-2 buổi, sau đó thì chúng ta lựa chọn mọi thứ ok có thể xuống văn phòng để làm thủ tục nhập học các bạn nhé. Bạn lưu ý nếu như mà chúng ta chưa có chỗ ở thì tại nhà trường có nội trú ạ, có ký túc xá luôn cho các bạn rồi. Ký túc xá ở đây là 650.000 đồng trên một tháng, bao gồm chi phí đã bao gồm tiền điện, tiền nước, điều hòa, nóng lạnh, wifi đầy đủ trong đấy rồi các bạn nhé. Mình chỉ cần còn ăn uống thì chúng ta sẽ ăn ở căng tin các quán cơm ở gần trường, vì vậy là nên không lo về cái chỗ ở đó. Mình ở xa xuống thì mình khi đã quyết tâm xuống đây nhập học thì các bạn có thể là mang thêm quần áo, đồ nghề, quân tư trang của mình xuống, và xuống dưới này thì bộ phận tư vấn tuyển sinh sẽ sắp xếp chỗ ở ký túc xá cho các bạn luôn nhé, để các bạn yên tâm hơn về việc ăn ngủ nghỉ, có thể an tâm việc học hành các bạn ạ. Các bạn thân mến, có lẽ rằng là giờ này thì chắc là các bạn cũng đang tan tầm của các học viên cũng như là các bạn đi làm, vì vậy chắc chắn là các bạn đã xem cái video này thì không được nhiều. Vậy nếu như sau cái chương trình livestream này kết thúc, các bạn có câu hỏi thắc mắc gì, các bạn vẫn có thể để lại số câu hỏi, số điện thoại của mình ở phía dưới phần bình luận. Bộ phận tư vấn tuyển sinh của bên mình sẽ gọi điện tư vấn trực tiếp cho các bạn chi tiết để các bạn có thể yên tâm hơn nhé. Còn sau đây Duyên sẽ xin được giới thiệu lại một lần nữa về thông tin của nhà trường. Tên đầy đủ của bên mình là Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề Thanh Xuân, có logo hình con hạc màu vàng ở phía đằng sau của mình, có địa chỉ duy nhất, các bạn lưu ý ạ, địa chỉ duy nhất tuyển sinh và đào tạo tại số 83 phố Chùa Phúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, cách Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải 100m và cách trục đường Nguyễn Trãi 200m là chúng ta có thể đi vào đến trường rồi. Đây là một cơ sở trung tâm của quận Thanh Xuân, rất an tâm và rất dễ tìm đường cho các bạn nếu như các bạn ở xa xuống để nhập học các bạn nhé. Vấn đề thứ hai đó chính là về thủ tục nhập học. Thủ tục nhập học thì hồ sơ đã được phát miễn phí rồi, mình chỉ cần bổ sung thêm một chứng minh thư photo kèm theo 6 chiếc ảnh 3x4 nữa thôi, không cần bằng cấp, không cần bằng cấp các bạn nhé. Đủ 16 tuổi là có thể tham gia học nghề rồi ạ. Và cái thứ ba đó là số hotline để các bạn liên hệ. Các bạn có thể gọi qua số hotline là 0979 313 493 hoặc 0243 994 3030, 0243 995 8989 các bạn nhé. Các bạn có thể lựa chọn một trong ba số điện thoại trên thì bất cứ lúc nào cũng có người tư vấn tuyển sinh cho các bạn. Và thủ tục thời gian nhập học của nhà trường thì không có giới hạn thời gian. Các bạn có thể nhập học các ngày trong tuần, đến tham quan trường lớp từ thứ hai đến chủ nhật, các ngày trong tuần đều được các bạn nhé. Nên là mọi câu hỏi thắc mắc của các bạn có thể là để lại phần bình luận phía dưới thì bộ phận tư vấn tuyển sinh của bên mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn được tốt hơn. Và bây giờ cũng cuối giờ chiều rồi thì riêng xin được chúc tất cả chúng ta sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và người thân các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.